Chiêu Chiêu, tại sao tôi lại ở bệnh viện vậy? Xảy ra chuyện gì hả? Đây không phải là cô gái phiên dịch hay sao? Sao cô ấy lại ở đây? Hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Hôm nay ngày mùng 7 tháng 3. Mùng 7 tháng 3. Vậy cậu có còn nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì không? Hôm qua không phải chúng ta cùng tham gia bữa cơm ở Orlando sao? Đúng rồi, cô gái phiên dịch này cũng ở đó mà. Đình Châu, Tiêu Chiếu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Đình Châu, mẹ, Từ Lâm, sao hai người lại tới đây? Con nhớ lại rồi. Cuối cùng con cũng nhớ ra mẹ rồi. Đình Châu, anh khôi phục trí nhớ rồi. Em lo cho anh lắm, anh biết không? Ở phòng này, bác sĩ Lý, mời ngồi. Xin lỗi cô Minh, bác sĩ nói chỉ muốn nói chuyện với người nhà thôi. Chúng tôi vừa kiểm tra toàn diện danh mục, không có bất cứ vấn đề gì hết, có thể xuất viện về nhà. Nhưng vì để đảm bảo an toàn, chúng tôi kiến nghị kiểm tra định kỳ. Nhưng mà trước kia, cậu ấy chỉ nhớ nhất đại thủ phụ, bây giờ lại chỉ quên một nhất đại thủ phụ thôi. Đây là tại sao? Đây không phải là lĩnh vực mà tôi am hiểu rồi. Đầu tiên, tình hình hôm nay của anh Mục là một sự khởi đầu tốt. Cậu ấy đã khôi phục lại trí nhớ của mình, trở lại thành một Đình Châu. Tiếp theo, tôi hy vọng các vị trở về nói lại với cậu ấy những chuyện xảy ra trong thời gian cậu ấy mất trí nhớ, tránh cậu ấy xuất hiện rối loạn. Cuối cùng, dù sao cậu ấy vẫn mất đi. Điện thoại của em hết pin rồi, có thể mượn anh Mục gọi cuộc điện thoại được không? Cảm ơn anh. Công chúa, xóa. Được rồi. Tôi thấy cô không gọi điện thoại. Cô đã làm gì rồi? Xóa bạn trên WeChat. Cô Minh à,
Triệu. Cô Minh à, cậu chủ quay nhiều phim như vậy, gặp biết bao ngôi sao nữ xinh đẹp, người hâm mộ nữ ngày ngày đòi gả cho cậu ấy cũng không đếm hết được. Nhưng cậu ấy chỉ có tình cảm với cháu, chứng minh trong mắt cậu ấy cháu rất khác biệt. Cho dù bây giờ cậu ấy quên rồi, nhưng mà sớm muộn gì cậu ấy vẫn sẽ thích cháu thôi. Cô Minh, cháu đừng buồn quá mà. Thực ra cũng không cần phải phân rõ ràng cậu Mục và Thái Phó. Hai người họ giống chính là một người. Dì dám bảo đảm với cháu, rất nhanh thôi cháu sẽ biết được những lời dì nói đều là sự thật. Cảm ơn. Khi anh không còn ở đây nữa, mong chồng quan phú quý này có thể thay thế anh, ngày ngày ngắm nhìn công chúa, bảo vệ cho công chúa. Mong công chúa đừng buồn, giữ gìn ngọc thể. Mọi chuyện đều đặt tâm tình và sức khỏe lên hàng đầu. Cho dù anh đang ở đâu, em vĩnh viễn là công chúa mà anh yêu nhất. Dù chỉ có công chúa mới xứng với quan mẫu đơn này thôi. Công chúa, em có thích quan này không? Đồ mà Thái Phó tặng, Minh Vi đương nhiên sẽ thích. Thái Phó, anh đứng ở đó làm gì vậy? Anh phải đi rồi. Anh muốn đi đâu? Đây không phải thế giới của anh. Anh phải trở về. Từ nay về sau, chúng ta ai đi đường đấy, không ai nợ ai. Sao đột nhiên lại nói như vậy? Không phải trước khi anh từng nói muốn mãi mãi bên cạnh em sao? Không phải anh còn nói muốn lấy em hay sao? Sao lại đột nhiên thay đổi như vậy hả? Tôi là anh đế, cô chỉ là một diễn viên nhỏ bé, mây buồn khác biệt. Tôi không thể ở bên cạnh cô mãi mãi được.